Với ngày 20 tháng 6, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, tại nhà hát lớn Hà Nội, Chủ tịch nước tô Lâm và Tổng thống Putin đã có cuộc gặp gỡ thân mật với lãnh đạo Hội hữu nghị Việt-Nga và các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam từng học tại Nga. Cuộc gặp mặt đã diễn ra trong bầu không khí thân tình, ấm áp, thắm tình hữu nghị với sự tham gia của khoảng gần 400 khách mời là những người đã từng có nhiều gắn bó, yêu mến đất nước, con người và văn hóa Nga phát biểu tại cuộc gặp gỡ tổng thống vladimir putin bày tỏ vui mừng trở lại thăm việt nam xúc động được gặp gỡ giao lưu những người bạn việt nam và nhận được tình cảm nầm ấm từ những thế hệ cựu sinh viên việt nam từng học tập tại nga những người bạn trí tình của nước nga những người đã có thời gian gắn bó và thấu hiểu về đất nước và con người nga nhắc lại thành công trên nhiều lĩnh vực của rất nhiều người việt nam từng theo học tại nga Tổng thống Vladimir Putin đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam tại Nga cho quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống trong nhiều năm qua. Tổng thống Putin bày tỏ sự ngưỡng mộ chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của dân tộc Việt Nam cũng như tinh thần bất khuất, anh dũng của nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng phát triển đất nước ngày nay. Tổng thống Vladimir Putin hy vọng các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam sẽ tiếp tục là cầu nối để các thế hệ trẻ Việt Nam hiểu rõ hơn về văn hóa đất nước và con người Nga, góp phần gìn giữ và phát triển mối quan hệ truyền thống hữu nghị anh em giữa hai nước. Tại buổi gặp mặt, các khách mời đã chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc, tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo hai nước để nhân dân hai nước thêm hiểu nhau, trao đổi với hai nhà lãnh đạo về những định hướng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước và nhiều vấn đề khác. Các ý kiến chia sẻ bày tỏ sẵn sàng tiếp tục phát huy truyền thống, có phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống gắn kết giữa hai nước Việt Nam liên bang Nga. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ cảm ơn chân thành Tổng thống Vladimir Putin và đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga trong lịch trình hoạt động dày đặc của chuyến công tác đến Việt Nam, vẫn dành thời gian đến dự buổi giao lưu trong không khí nồng ấm và tin cậy của những người bạn gần gũi, những tình cảm và đối thoại chân thành từ trái tim đến trái tim cũng như đã luôn yêu mến, dành sự quan tâm đặc biệt tới Việt Nam, đóng góp quan trọng vào sự phát triển quan hệ hai nước, nâng quan hệ hai nước lên mức đối tác chiến lược năm 2001 và đối tác chiến lược toàn diện năm 2012. Chủ tịch nước cho biết, một lần nữa, người dân Việt Nam, trong đó các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam tại Nga, những người đã từng có nhiều gắn bó với nước Nga tươi đẹp, lại có dịp gặp gỡ Tổng thống Vladimir Putin. Người được nhân dân Nga đã và đang gửi gắm niềm tin trong suốt nhiều thập kỷ qua, đưa nước Nga đạt được những thành tiệu quan trọng và đang tiếp tục dẫn dắt nước Nga vượt qua khó khăn, thử thách, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước khẳng định, nhiều thế hệ người Việt Nam, kể cả những người chưa từng đặt chân đến nước Nga, luôn yêu mến đất nước, con người, văn hóa, tâm hồn và ngôn ngữ Nga thông qua những trang sách, thước phim và cả những câu chuyện của những người từng đến Nga kể lại. Nhắc lại câu ngạn ngữ Nga, mọi sự giàu sang chẳng sánh được tình bằng hữu, một người bạn cũ tốt hơn hai người bạn mới, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam luôn biết ơn sâu sắc và ghi nhớ tình cảm gắn bó thủy chung của những người bạn Nga. Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, Việt Nam và Liên bang Nga sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tin cậy lẫn nhau, tiếp tục kề vai sát cánh, giúp nhau vượt qua khó khăn, thử thách vì lợi ích của nhân dân hai nước. Chủ tịch nước cho rằng những chia sẻ ngày hôm nay của đại biểu trong khán phòng đã cho thấy dù hai nước cách xa nhau về mặt địa lý, nhưng người dân Việt Nam vẫn quan tâm, dõi theo nước Nga, đồng thời hết sức vui mừng với thành tựu và phát triển của nước Nga. Luân chúc nước Nga thịnh vượng, phồn vinh và phát triển mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Trước đó vào chiều 20 tháng 6, sau lễ đón Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin tại trụ sở Trung ương Đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng thay mặt đảng nhà nước và nhân dân việt nam nhiệt liệt chào mừng tổng thống vladimir putin người luôn giành được nhiều tình cảm sự ủng hộ đối với nhân dân việt nam và quan hệ việt nga đã trực tiếp cùng lãnh đạo việt nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược sau đó là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện có nhiều đóng góp ủng hộ quý báu cho việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga Tổng Bí thư đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam lần thứ 5 của Tổng thống Putin, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ký kết hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga 1994-2024 và hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1950-2025. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Tổng thống Vladimir Putin tái đắc cử với số phiếu bầu cao thể hiện sự tín nhiệm của nhân dân Nga đối với sự lãnh đạo của Tổng thống Putin giữ ổn định chính trị xã hội, duy trì phát triển kinh tế và triển khai chính sách đối ngoại của Liên bang Nga. Về tình hình Việt Nam, Tổng bí thư nhấn mạnh, Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay. Tổng bí thư đã trao đổi về những kết quả toàn diện nổi bật qua gần 40 năm đổi mới, trong đó có gần 15 năm thực hiện cường lĩnh, bổ sung phát triển năm 2011, Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và kế thừa thành quả phấn đấu nhiều năm của nhân dân Việt Nam. Trong thời gian tới, Việt Nam đẩy mạnh phát huy các thành quả đạt được, vượt qua những hạn chế khó khăn để thực hiện các mục tiêu phương hướng phát triển theo nghị quyết đại hội 13 của Đảng với mục tiêu đã đề ra là Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng và là nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Liên Xô, trong đó có nước Nga trước đây và Liên bang Nga ngày nay trong cuộc đấu tranh giành độc lập, hai cuộc kháng chiến, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước sau này. Tổng Bí thư khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với Nga là một ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Việt Nam ủng hộ nước Nga đóng góp tích cực vào công việc chung của cộng đồng quốc tế, chính sách hướng đông của nước Nga, đồng thời tin tưởng chắc chắn rằng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, vững mạnh, có uy tín và vị thế ngày càng cao, cũng phù hợp với lợi ích lâu dài của Nga ở châu Á, Thái Bình Dương và trên thế giới. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tình hình thế giới đang chuyển biến nhanh chóng, phức tạp, sang cục diện đa cực, đa trung tâm, đòi hỏi các nước thực hiện chính sách hòa bình, bình đẳng, không đối đầu, hợp tác phát triển, tuân thủ hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Cộng đồng quốc tế cần tăng cường đối thoại, hợp tác song phương và đa phương với Liên Hợp Quốc là trung tâm để cùng phát triển kinh tế xã hội, ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Việt Nam mong rằng Tổng thống Vladimir Putin và Liên bang Nga tiếp tục quan tâm, ủng hộ mạnh mẽ việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, những quyền lợi ích chính đáng của Việt Nam, giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, việc thực hiện tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, sớm đạt được bộ quy tắc về ứng xử ở Biển Đông hiệu lực thực chất liên quan đến tình hình ở Ukraine, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn sớm có đối thoại, chấm dứt chiến sự, nối lại đàm phán để đạt giải pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, bảo đảm những lợi ích chính đáng của các bên liên quan. Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy đối thoại, thương lượng theo hướng đó. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi với Tổng thống Vladimir Putin về việc triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, trong đó có việc củng cố mạnh mẽ quan hệ với các nước láng giềng, đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương với các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và các đối tác quan trọng khác. Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối quốc phòng 4.0.